mốt vợ có hư thì em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì xài hết tiền em mới về. Mới lại có sửa tính nó không thì chắc sửa không được. Cặp này xứng đôi ha. Chúng ta đã nhận niềm vui từ cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Fan đông dữ ha. Mời đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và anh bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả. Em tên là Như Quỳnh, em 24 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng, quê em ở Lâm Đồng ạ. Rồi mời bạn trai. Chào chị anh Nguyễn Linh. Chị Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, em tên Đỗ Dí Sông, năm nay 28 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản của công ty Hòa Bình và quê em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Lâm Đồng cũng được, không có xa lắm. Xa chứ anh. À, chưa gì đấy. Chưa gì, ta đang nói. Nhưng mình chết rồi, bán đất ở đâu? Bán chung cư căn hộ đất luôn, nếu anh mua em giới thiệu. Không, anh mua. Chưa gì hết, đi kiếm vợ đi mai. Anh nghề nghiệp. Bây giờ tập trung với chị. Lên đây em phải để mua bán kinh doanh nha, lên đây kiếm vợ nha. Cho bạn trai giới thiệu trước luôn, ưu điểm của bạn là gì? Đừng nói bán hàng giỏi nha. Em hiền, tính tình hòa đồng, dễ tính, vui vẻ, biết làm nhiều thứ. Làm gì? Là sửa điện thoại, sửa máy tính, biết sửa xe luôn. Nói mốt vợ có hư thì em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Được. Một khuyết điểm? Nóng tính, hơi khó chịu, nghiêm chút. Em có gì hư cho anh sửa không? Chắc là không đó chị. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì phải xài hết tiền em mới về. Mới lại có sửa tính nó không thì chắc sửa không được. Anh sửa không được, nếu anh không cho em giữ tiền, anh giữ tiền. Thì mình đem ít tiền đi thôi. Mình đem nhiều mình lại nghĩ mình phải xài nhiều. Lỡ khi mang không đủ đi chợ sao em? Mang không đủ em có khi em mượn lại ngoài chợ. Trời ơi, em mượn nợ luôn hả? Bao giờ tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu khoảng 6 tháng là sớm nhất ạ. Tại ở nhà cũng hối lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Bản thân em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ có. Đầu tiên là phải chững chạc, tại vì lo nghĩ giùm em, tại vì em không có lo nghĩ giống như em nói rồi đó. Vui vẻ, đừng có khó chịu nha anh. Ok, được. Dạ. Không lăng nhăng, không hút thuốc và đặc biệt phải quan tâm em. Hỏi ảnh coi. Anh có hút thuốc không anh? Không. Có nhậu dữ không anh? Không có nhậu, nhưng mà nhiều khi đi với khách thì uống chút chút thôi, nhưng mà biết đường về. Rồi nói về ngoại hình, em có đặt ra cái chuẩn mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Cao trên 1m6 ạ, phải vững chắc để cho em dựa nữa. Em dựa thoải mái luôn. Rồi đó là yêu cầu của bạn nữ đó. Rồi bạn nam có đặt ra tiêu chí như thế nào không? Em thì tìm mẫu bạn gái hiền, dễ thương chút, biết thông cảm, chia sẻ, chung thủy, đừng lăng nhăng. Em sợ lăng nhăng lắm. Còn gì nữa không? Vậy được, đúng rồi anh. Thì cũng ổn. Thôi bây giờ coi mặt đàn trai đàn gái coi được. Dạ, vững chắc ha. Chào chị. Ý, đẹp trai nè, cao bao nhiêu? Dạ, 1m65. Được rồi, ổn rồi. Giới thiệu nhà đất đi. Có, em biết chị Cát Tường mà có thuê căn hộ bên em. Bậy rồi đó, tôi không có thuê gì ra chơi, tôi thuê nào? Mở cái lớp yoga. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi tưởng nói tôi thuê ở là không đúng. Rồi đã từng sửa được cái gì rồi? Sửa nhiều, có lần sửa điện thoại cho bạn gái rồi phát hiện tin nhắn thằng khác xong chia tay luôn. À trời ơi, tuyệt đối làm gì làm không có đưa máy tính điện thoại cho bạn trai sửa nghe không? Dạ, đó là rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Trời ơi, mà em cũng khờ quá, em nói phát gì chi vậy? Dạ. Em nói ra bên đây nghe rồi tao đâu dám đưa đồ em sửa, sao em phát hiện ra được? Làm sao mà máy tính vậy? Không, bên đây chị dặn luôn rồi, máy tính cũng không đưa luôn. Phát hiện máy tính của bạn gái mình có tin gì đó, mình bị chia tay gì vậy thì nó... Mà tin gì có động trời lắm không mà chia tay người ta vậy? Trừ phát hiện phim gì thôi chứ. Mình phải hỏi người yêu mình sao này kia chứ, tự nhiên thấy tin nhắn thì chia tay. Rồi có hỏi, trả cái điện thoại lại cho người ta không? Hỏi không trả lời được luôn anh. Nhưng mà có trả lại cái điện thoại cho người ta không? Trả chứ. Sửa được không? Sửa được chị. À vậy hả? Nói chung là bạn trai rất là được, cũng được. Còn có lấn cấn cái gì hay mất niềm tin gì đâu. Để anh qua anh coi. À, chào em gái. Anh này nó thật sự là anh mua bán bất động sản á, thì cũng lanh lợi lắm nha. Tiếp xúc nhiều khách hàng, những cô nữ đẹp lắm. Mấy người ta đi mua đất, người ta đi ô tô rồi tới rồi đẹp lắm, người ta xuống mua. Đôi khi phải ngọt ngào với khách hàng. Em có ghen không? Không. Không ghen? Dạ. Cũng hay nha. Tiện thể mình thử anh luôn, xem anh có động lòng không. Nếu anh động lòng thì...
Còn nói chung anh đây là nhanh, đánh lẻ, thông minh, tháo vát. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Cũng đẹp. Cũng là gì? Được rồi. Đỡ xấu sao? Đẹp, đẹp thì được rồi. Đẹp. Được. Nói gì nữa? Em có đi với ai không? Dạ em đi với nguyên một đại gia đình của em luôn. Đông dữ. Anh là gì của bạn nữ? Dạ là đồng nghiệp ạ. À, Quỳnh ơi, anh này thì nãy giờ theo sự thống nhất của tất cả anh em thì... Thống nhất của 5 trăm anh em. Nhìn kỹ thì là giao diện thì cũng được. Điện nước cũng đầy đủ. Nói chung là không có hô, không có mớm. Nhưng mà về... nãy giờ thấy ảnh khi mà ảnh ngồi nói chuyện á, thấy cái tay ảnh cứ vuốt vuốt hoài à. Anh cũng nghi lắm là không biết có cái gì kín đáo bên sau, ở bên trong hay không thì không biết. Anh này thì là lanh lợi, dễ thương. Được dịp tiếp xúc với ảnh thông qua Quỳnh nhiều trong những cái lần sau thì chắc là sẽ rất là vui. Mọi người ở đây thì cũng rất là thích đi tắm biển ở Vũng Tàu. Dài hàng, bắt đầu tới giờ công ty dài. Rất là thích mua nhà giá rẻ. Còn lại thì quyền quyết định là của em. Dạ, em cảm ơn anh. Nhà trai thì sao? Có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Trời ơi, bình tĩnh nha, kẻ tám lạng người nửa cân nha mấy bạn. À, dạ cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp. Hai người khen có người à. Em là bạn thân của anh Song. À, em cũng xin góp ý một xíu với anh bên nhà gái á, là em bảo đảm á, anh Song là chuẩn man luôn á. Tính ảnh thì ảnh hơi kỹ một xíu, tức là đâu phải ra đó. Với lại ảnh hơi nóng một tí. Em thấy bạn nữ ở đây thì ngoại hình thì thấy hai người cũng tương xứng với nhau á. À, tính tình thì thấy bạn nữ cũng điềm đạm, có thể là dớt được cái sự nóng của anh Song một xíu. Ủa mà em lấy cái cơ sở gì mà em dám đảm bảo là ảnh là mình chuẩn man? Dạ không, em chơi với ảnh cũng lâu, cũng bạn thân cũng lâu lắm rồi. À, lúc trước ảnh có quen người yêu thì em cũng biết mà. Dạ ảnh chiều chuộng bạn gái. Thôi tới đó được rồi. Cái hồi nó lộ ra nhiều thứ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Là hai bạn. Nào, kéo màn lên. Chúc một ngày tốt lành. Chúc mọi thứ may mắn. Cảm ơn. Cái này tặng quà. Cảm ơn anh. Dạ. Em thấy anh sao? Em hỏi đi. À, đúng là đẹp trai. Trời ơi. Cao đúng là chơi 1m6 thiệt. Dùng cái nhãn quan của mình kiểm tra cái vụ hồi nãy đồng nghiệp nhắc. À đúng rồi. Man không? Em thấy thì man vẫn biết làm sao. Nếu mà lập gia đình á thì anh muốn đẻ mấy đứa con. Em đẻ mấy đứa con cho anh. Hai ơi đủ. Tại vì em thích có 4 đứa lận. Không phải như là ví dụ đứa đầu em sinh 1 để sau em sinh 3 đứa lận. Tại vì em rất là thích con nít. À, anh có hay đi công tác không? Lâu lâu đi xa thôi. Ngày 2 ngày thôi à, chứ không nhiều. Yên tâm đi, không lăng nhăng rồi được rồi. Không phải lăng nhăng mà là không có ai ngủ nhà em sợ ma. Ờ dạ. Thấy cô gái đối diện thế nào? Dạ, thấy bạn cũng dễ thương, hiền. Nhưng mà... Hơi xa. Nói hai câu đầu được, câu sau thì hơi xa hoài luôn. Ồ, anh thích đi du lịch không? Có. Thích tham gia các hoạt động xã hội không? Có luôn. Dạ. À, em có đi từ thiện không? Dạ có. Dạ. Vậy bữa nào cho đi chung với công ty anh? Dạ. Những gì em thích là những gì em hỏi đó. Dạ. À, dạ. Còn thích gì nữa không? Nói chung là ham chơi, bây giờ thích đi chơi. Dạ, lỡ lấy chồng về đi chơi suốt sao? Hai vợ chồng đi luôn mà. Ờ, về được. Em cảm nhận bạn trai thế nào? Dạ, vui vẻ, nhưng mà em vẫn thắc mắc cái chỗ khó chịu á. Cũng không hẳn là khó, tại người ta không hiểu, người ta nói mình khó thôi chứ. Kỹ nữa, em thì hơi hậu đậu xíu. Hậu đậu cỡ nào? Cỡ nào hả? Ba mẹ cho căn nhà toàn là mất đồ mà. Chết rồi. Lỡ khi mà đưa tiền cho em cái mất hết luôn, chết luôn. Không, không mất hết đâu, mất ít à. Vậy hả? Thật á. Thật á. Em phải sửa đổi cái... Dạ đúng rồi, em đang cố gắng. Đúng rồi. Chứ lỡ khi đi làm về rồi có mất chồng luôn sao? Chồng lăng nhăng mới mất chứ. Phải giữ chứ. Trời ơi, có tính lăng nhăng này giữ sao được. Đồ không đi còn mất, muốn gì người. Em người em giữ kỹ mày. Thôi đi được. Em ở Buôn Mê Thuột hả? Em ở Lâm Đồng ơi. Ờ, Lâm Đồng. Dạ. Có nhớ người ta tên gì không?
Em nói lại thì em quên thì. Em tên là Như Quỳnh. Quỳnh hả? Dạ. À, nhớ rồi. Bây giờ mỗi người một câu cuối cùng. Bạn trai nói trước đi. Không có bấm chuông, bấm nút gì đây đó. Cái câu đó chắc em không trả lời được. Dạ. Đúng rồi. Thì em chỉ muốn nói với anh là nếu có duyên có nợ thì ắt thành đôi, còn không duyên không nợ thì mình là bạn anh nhé. Hết thời gian. Bạn gái là một cô gái rất là thông minh, rất hài hước. Bạn trai cũng vậy. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ sâu hơn nữa trên con đường tương lai của mình. Một. Hai. Suy nghĩ cho kỹ. Quyết định. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Hết thời gian. Tại sao bạn gái lại không bấm? Em cảm thấy là chưa cảm nhận được sâu sắc lắm. Với lại cũng chưa có gì chắc chắn lắm. Dạ, nhưng anh phải nói một câu gì chắc chắn cho em thì em chờ đợi điều đó thì đúng chưa đấy. Chúng ta có thể vui vẻ, hài hước, nhưng trong một lúc nào đó chúng ta cần một dấu lặng. Bởi vì đây là chuyện đại sự mà, nên mình cứ lướt qua hoặc là vui vẻ không thì chưa đủ. Hôm nay tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ qua một cơ hội thật đáng tiếc. Một cô gái cũng rất là thông minh. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình và cũng đang ngắm nhìn hai bạn. Và biết đâu đó thì các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Chúc các bạn sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Như vậy là người ta rất tiếc khi mà ngày hôm nay cặp đôi thứ hai không bấm nút một chiếc thẻ thanh toán quốc tế ECB trị giá 1 triệu đồng đến từ Nhật Bản vẫn cầm trên tay. Điều này sẽ trao cho khán giả truyền hình. Nếu như các bạn trả lời đúng hai câu hỏi của chương trình. Câu hỏi thứ nhất là bạn nữ ở cặp đôi thứ hai bao nhiêu tuổi? A 23, B 24 và C là 25 tuổi. Câu hỏi thứ hai là có bao nhiêu bạn trả lời đúng với đáp án của câu thứ nhất? Chúng tôi chờ đợi câu hỏi quý vị để trao chiếc thẻ quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng Xoan Bách Phục giảm dị ứng bớt viêm xoan đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ Nguyễn Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.